qua giờ thì cả nhà mình cũng nhắn tin, cũng hỏi thăm sức khỏe của bé Ly nhiều lắm. Nhưng mà sáng hôm nay thì Long đi vô bệnh viện, bác sĩ kêu vô, bây giờ bác sĩ chê rồi đưa bệnh bé Ly về quê rồi. Cho nên là bác sĩ chạy rồi, cho nên là không có cứu chữa được nữa. Bé Ly bây giờ chỉ chờ về với Phật thôi. Thì bây giờ còn nước thì còn tát, thì cả nhà mình cùng với Long là niệm Phật cầu nguyện cho bé Ly được tai qua nạn khỏi nha. Hiện tại thì mình đã đi tới bệnh viện và bác sĩ đã cho chở về, bác sĩ trả về quê để lo công việc hậu sự cho anh Ly rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Cả nhà mình cảm ơn cả nhà quan tâm nhiều lắm. Cả nhà mình cầu nguyện với Long để niệm Phật cho anh bé Ly được tai qua nạn khỏi nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ Long cũng không biết phải nói gì hết trơn á. Xin kính chào quý cô bác anh chị. Chúc quý cô bác anh chị một ngày thân tâm an lạc ạ. Dạ, như quý vị vừa nghe thông báo vừa rồi từ chính nghệ sĩ Kim Tiểu Long, đó chính là cô bé con nuôi của anh ta, Kim Tiểu Ly, cô gái được mệnh danh là nhỏ nhất Việt Nam, đã qua đời ở tuổi 22 khiến nhiều người thiên thương tiếc. Mình và kênh thực sự chia buồn cùng cô bé và gia đình, cùng những người đang ở trong cuộc. Thời điểm này chắc là rất là buồn bởi vì một cái sự việc thật là đau lòng. Người ra đi luôn luôn làm cho người ở lại bồi hồi và có những niềm thương tiếc chính đáng ạ. Dạ, kinh cũng nhân dịp này được thông tin với quý vị như sau ạ. Mới đây, trên trang cá nhân thì nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long thông báo tin buồn con gái nuôi của mình tên là Kim Tiểu Ly qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Anh chia sẻ: trước tiên, Long xin cảm ơn đến tất cả khán giả của cô bé Tí Hon. Long xin thông báo tình hình là bé Ly đã mất. Ngoài ra, nghệ sĩ Kim Tiểu Long cũng gửi lời nhắn đến con gái nuôi. Anh nói: thiên thần bé nhỏ của ba, vĩnh biệt con gái, về với Phật con nhé, mãi mãi thương con. Thật sự qua những lời chân tình như vậy, thấy rõ ràng tình cảm của anh dành cho bé Kim Tiểu Ly là một tình cảm nồng nàn và rất là sâu sắc. Trước đó một ngày, nam nghệ sĩ đã tất bật trong bệnh viện để chăm lo cho bé Tiểu Ly. Anh cho biết sau thời gian nhập viện, bác sĩ thông báo là không thể cứu chữa, trả con gái về cho gia đình chuẩn bị hậu sự. Kim Tiểu Long không còn cách nào khác là cùng gia đình đưa con nuôi về quê nhà Vĩnh Long. Tang lễ của bé Kim Tiểu Ly sẽ được tổ chức ở Vĩnh Long. Kim Tiểu Long cho biết sẽ cùng gia đình lo hậu sự cho con gái nuôi. Kim Tiểu Long cũng có đề cập tới nhiều về bé Kim Tiểu Ly trong những đoạn video clip mà anh đăng tải trên mạng xã hội. Và kinh cũng xin có một vài dòng thông tin về cô bé Kim Tiểu Ly ạ. Kim Tiểu Ly tên thật là Lê Thị Kim Ly, hiện nay đã 22 tuổi, quê quán tại Vĩnh Long. Cô nổi tiếng là cô gái nhỏ nhất Việt Nam bởi vì sở hữu ngoại hình rất là hạt tiêu. Chiều cao của cô chỉ có 75cm, tức là chưa tới được 1m, và cân nặng vỏn vẹn 8,8kg. Dù bây giờ cô bé đã ở độ tuổi trưởng thành. Trong thời gian qua, cuộc sống của cô gái Tí Hon được truyền thông, báo đài đưa tin vì trường hợp lạ và hiếm. Lúc sinh thời, Kim Tiểu Ly sống cùng bà ngoại gần 80 tuổi. Cô được Kim Tiểu Long nhận làm con gái nuôi cách đây 2 năm. Mỗi khi về nước, nam nghệ sĩ luôn dành thời gian để thăm nom, chăm sóc con gái. Anh thường đăng tải những khoảnh khắc bế Kim Tiểu Ly trên tay. Thì phải nói cũng là một cái cơ duyên. Đôi khi chúng ta sống ở đời chỉ cần qua một lần gặp mặt, nhưng mà hễ có duyên thì sẽ có được những cái mối quan hệ ràng buộc với nhau. Như ở đây, anh nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long dù đã là ở bên hải ngoại rồi, và khi mà về đây lại có một cái dịp tình cờ gặp được cô bé Kim Tiểu Ly và tự nhiên thấy cảm mến và nhận làm con nuôi luôn. Có lẽ nhờ đó mà
cô bé Kim Tiểu Ly giờ đây cũng đỡ vất vả hơn. Kim Tiểu Long từng chia sẻ như thế này: một khi đã nhận làm con thì con nào tôi cũng yêu thương hết, không phân biệt là con nuôi hay con ruột. Bé Ly yếu ớt lắm, nên mình thương thì mình giúp, mình lo cho con. Còn ai muốn nói gì thì nói, cha con tôi vẫn luôn yêu thương nhau. Dạ, trong vấn đề về các nghệ sĩ thì mức độ nổi tiếng của từng người dường như ảnh hưởng tới những vụ lùm xùm. Từng mỗi một hành động, từng mỗi một quyết định của họ luôn luôn được truyền thông và dư luận chú ý. Do vậy, các phát ngôn của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long cũng phải rất là chỉnh chu để mọi người có thể nhìn vào đó, coi sự việc đó là đúng đắn với chân tâm, chứ không phải vì cá nhân vụ lợi. Và thời gian đã chứng tỏ anh đã dành rất là nhiều thời gian cũng như sự quan tâm và ủng hộ cô bé cho tới tận những giây phút cuối cùng. Sự việc anh từ ở hải ngoại lập tức đi về và túc trực bên cạnh cô bé cho những giây phút cuối cùng đã làm cảm động biết bao nhiêu là người, đặc biệt là những người quan tâm tới cô bé và những người đã dành cho anh những tình cảm, theo dõi những tuồng cải lương, những vở diễn rất là hay và cảm động của nghệ sĩ. Nói về tình hình của sức khỏe cô bé Kim Tiểu Ly thì Kim Tiểu Ly mắc nhiều bệnh, thường xuyên phải nằm viện và có thể trạng chỉ tương đương với một bé trẻ mẫu giáo. Vì thể chất đặc biệt, Tiểu Ly không thể đi học được như những bạn trang lứa bình thường. Nhiều năm qua, cô chỉ quanh quẩn tự học ở nhà. Trong một chia sẻ vào năm 2023, cô gái Tí Hon cho biết: em thích xem phim hoạt hình và vẽ tranh. Các bức tranh của em đều vẽ về công chúa mặc đầm sặc sỡ. Em tự vẽ theo ý thích, chứ không ai dạy em vẽ cả. Em chỉ mong ngoại có nhiều sức khỏe để ở với em. Những cái lời ngây thơ của một đứa trẻ mà làm sáng lên khi mà một người lớn có thể đọc vô và cảm nhận được tình thương, một cái sự gọi là rất là yêu bà, chỉ muốn bà khỏe thôi, không có nhắc gì tới mình là ốm đau gầy mòn gì hết. Nhưng mà sợ ngoại, ngoại của em, chúc cho ngoại của em có nhiều sức khỏe để ở bên em. Cookie có hai bà cháu vậy thôi mà có vui sống ở cuộc đời thấy nó mãn nguyện. Và còn về nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long, nếu như ai chưa biết tên anh thì anh sinh năm 1974 tại Vĩnh Long, tên thật là Trương Hoàng Kép. Anh là ngôi sao mảng cổ nhạc từ năm 2000. Ngoài sân khấu cải lương, Kim Tiểu Long còn tạo dấu ấn khi góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách như là Người Hát Rong, Hậu Hoa Hậu, Tiếng Dương Cầm, vân vân. Ở tuổi 50 thì nghệ sĩ tận hưởng cuộc sống bình yên bên vợ con, gia đình. Sau khi định cư và kết hôn lần thứ hai, nam nghệ sĩ có vẻ kín tiếng hơn, nhưng anh cũng là một người phải nói qua sự việc này rất là có tấm lòng khi đã cu mang và hỗ trợ cho bé trong 2 năm gần đây. Một cái nhân duyên nào đó khi chúng ta gặp một người mà có thể là gần như là một cái định mệnh, chúng ta có thể gắn bó với một cái người như vậy, thì phải nói là cả một cái tiền định nào đó. Trở về vấn đề của bé Kim Tiểu Ly, thì theo người nhà của bé, khi mà đưa vào bệnh viện á, thì cái tình hình sức khỏe nghiêm trọng nó là hở vách ngăn ở tim á. Ngoài ra bé còn bị bệnh phổi nữa. Và người nhà cho biết là trong cái thời gian gần đây chuyển mùa bé ho đó, thì mỗi lần mà ho sẽ nhói tới tim, và cứ thế mà nó làm nặng hơn đối với một cơ thể của cô bé hạt tiêu Tí Hon như thế này. Thì có tài liệu nói rằng khi cơ thể của một người nhỏ Tí Hon như vậy chỉ 22 tuổi thôi, nhưng cái số tuổi vật lý của cơ thể đó thì cần phải nhân lên gấp nhiều lần, tức là độ lão hóa rất là cao, tầm ở những cơ thể đối với người bình thường là tầm khoảng trên 60 tuổi. Thì lúc mà bệnh trở nặng lên, người ta vừa đưa bé lên xe khoảng 10 phút thì cô qua đời.
Và đối với lại cơ thể nhỏ nhắn đặc biệt như vậy, bác sĩ báo là không thể làm gì được hơn nữa. Dạ. Và tang lễ của bé được tổ chức ở quê Vĩnh Long. Có mấy chú thì đang xây kim tỉnh cho bé, xây với lại cái độ là gạch đôi á, để chắc chắn và làm cho nó đường hoàng. Thì cái kim tỉnh đó chỉ cách nhà của ngoại có 10 mét thôi, gần như là cũng muốn là hai bà cháu cái sự gần gũi nào đó. Dạ, đó chính là thông tin mà Kinh muốn đưa đến cho quý vị ngày hôm nay. Một tin tức vừa là một tin ở trong xã hội chúng ta và vừa đưa tới nét nhân văn, khi mà mình thấy được là trong xã hội chúng ta có rất nhiều những hoàn cảnh cơ nhỡ, nhưng cũng có rất là nhiều tấm lòng, đặc biệt là giới văn nghệ sĩ tràn đầy tình thương ở trong đó. Tuy là nhiều khi mình có chuyện này, chuyện kia, chuyện hay cũng có và chuyện lùm xùm cũng có, nhưng trên hết tình người với nhau vẫn luôn hiện hữu trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video clip. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và tràn đầy sức khỏe ạ. Xin cảm ơn ạ.